Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc đến về Photoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop nhằm Lightroom để mình blend một cái màu gọi là màu Hồng Kông, kiểu màu phim TVB. Lần trước mình có làm ở trên Facebook, làm trên Photoshop, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng Lightroom. Đó, thì chúng ta sẽ làm để kết quả kiểu như thế này ha. Rồi, đầu tiên là cái stop stop này của bạn The Can đúng không? The Can VN. Mình thấy cái tên folder là The Can VN. Mình nghĩ là cũng là của The Can này. Đó, The Can VN Hồng Kông RAW. Cái stop này có thể tải, bấm cái nút ở dưới để tải ha. Nếu các bạn gặp The Can VN ở đâu đấy thì các bạn gửi lời cảm ơn giúp mình. Nếu các bạn đang coi tutorial này ở trên những cái group màu group blend Reactor chẳng hạn thế, các bạn có thể ủng hộ mình đơn giản bằng cách quay lại cái post của mình nhé. Các bạn comment bất kỳ cái gì cũng được, đừng có để dấu chấm là được rồi. Hoặc là những cái group khác cũng vậy ha, các bạn có thể ủng hộ mình đơn giản bằng cách đó thôi. Rồi, giới thiệu chút xíu, ở trên fanpage của mình có thể vô happyphotoshop.com, các bạn sẽ thấy mình đang có một số cái preset nè. Pro preset là premium preset hoặc những cái hoa học, các bạn thể lên trên trang fanpage của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn coi cái tutorial của mình á, đừng quên nhấn subscribe và rung cái chuông bên cạnh để mà mình có rất là nhiều cái tutorial hướng dẫn kiểu như này nữa ha. Rồi ok, trong cái lúc mình nói nhiều như vậy để chờ các bạn tải stop thì giờ chắc các bạn tải xong rồi. Thì đây cái chúng ta có cái hình như thế này ha. Đây là hình góc. Đâu rồi đây? Đây là hình góc, đây là hình góc nè. Và đây là hình sau khi chúng ta xử lý. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xử lý ha. Đầu tiên mình sẽ reset hết mấy cái quỷ này về về đâu rồi? Về lại mặc định. Đâu rồi? Đây, mình sẽ reset riêng cái này về lại mặc định đi. Ủa nó đâu vậy ta? Đây. Rồi, mình sẽ reset cái thằng này về mặc định. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên á, với cái một phim nếu được các bạn thể lên các bạn nghiên cứu thử những cái hình mà thuộc dạng là search phim TVB xưa chẳng hạn vậy thì nó sẽ ra rất là nhiều cái để chúng ta có thể phân tích được. Mình nói thật cái này là nếu được các bạn thể phân tích được thì chúng ta nên phân tích, tại vì nó lên màu hay bất kỳ cái gì cả, các bạn nháy màu chẳng hạn vậy thì cách chúng ta phân tích những cái hình kiểu cũ á, nó rất là hợp lý. nó rất là cần thiết. Thì đây các bạn thể thấy là đầu tiên là có thể đơn giản là nó không không có sắc nét này, chuyện tất nhiên rồi, nó noise, chuyện tất nhiên luôn. Cái tiếp theo nữa là một số cái phần mà màu các bạn có thể để ý cái phần highlight này, phần shadow nó rất là gắt, và đặc biệt là phần highlight thì nó lại không có trắng sáng, nó giống như kiểu nó hơi bệt bệt chút xíu hơn đó. Thì mà vào vùng da người nữa, vùng da người thì thôi rồi luôn, nó vàng. Thì ở đây mình cũng sẽ bắt chước kiểu như vậy luôn, tức là mình để cho nó hơi ám vàng chút xíu. Đó, thì ở đây đầu tiên là chúng ta có cái stop. Nếu như các bạn bắt đầu từ vấn đề chụp thì tốt nhất các bạn để làm chụp cái bối cảnh, cái concept làm sao cho nó thiên hướng về cái phần Hồng Kông chút xíu để ta blend màu ra đúng hơn ha, chứ không phải là bất kỳ cái stop nào mình quăng cái màu này vô cũng hợp đâu, mà nó phải đi cùng ngay cái lúc mà mình chụp cơ thì nó ok hơn. Đây nếu các bạn có nhu cầu có cái cơ hội để chụp thì ok, có thể setup kiểu như thế này, hoặc không các bạn có thể tải cái stop này về các bạn thực hành cũng được, cho biết thôi. Rồi đầu tiên ha, chúng ta cũng tinh chỉnh tương tự. Đầu tiên thì đơn giản thôi, mình ở đây nó đang hơi thiếu sáng thì mình sẽ tăng sáng lên chút, thì đơn giản là vậy. Tiếp theo nữa, cái contrast của cái màu phim cũ tất nhiên là nó sẽ không có mạnh, cho nên là mình sẽ giảm contrast đi chút xíu. Tiếp theo phần vùng highlight mình sẽ giảm hết cỡ, như nãy mình nói là phần trắng sáng nó không sáng hẳn. Tiếp theo phần shadow mình sẽ cho nó lên để mà nó lên cái chi tiết, tại vì nó sẽ không được như thời xưa. Mình sẽ giảm đi, tại vì thời xưa cái phần cái dynamic range, cái độ nhạy sáng của cái cảm biến nó rất là cùi bóc. Đấy, thành ra là những cái vùng tối nó sẽ hơi cháy chút xíu. Đó thì mình sẽ tăng wireframe, tăng cái vùng màu lên chút xíu và giảm saturation đi, để mà cái màu mà dạng như là màu nó bão hòa rồi á thì nó sẽ bị bớt đi, và những cái màu chưa bão hòa sẽ đẩy lên, đại khái nó sẽ cân bằng lại chút xíu, nó không có bị gắt, nhưng mà nó sẽ ổn rồi ha. Gravity ok rồi thì mình giảm chút xíu để cho nó hơi mờ mờ nhẹ nhẹ chút xíu. Rồi tiếp theo nữa ở phần ta xuống dưới ở chút xíu phần sharpening. Thường mình sẽ tắt sharpening luôn, tại vì hoặc là các bạn làm nhẹ thôi, tại vì hồi xưa mà làm gì mà nó sắc nét được. Noise reduction tăng lên. Phần lens correction mình sẽ bật
Edible Profile Correction. Lý do là bởi vì cái hồi xưa nó đa phần máy giờ có thể các bạn sẽ chụp là máy full frame, cho nên là cái phần viền bên ngoài nó sẽ hơi tối, mà hồi xưa là mẹ gì có máy full frame đúng không, nó sẽ không có bị tối viền, cho nên là mình phải khử cái vùng tối viền nó đi để cho cái hình chúng ta nó phẳng hơn đó, thì nó ra nó ra giống kiểu hồi xưa hơn. Tiếp theo nữa phần ok grain hoặc là các thứ thì mình sẽ để sau. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái curve trước. Mặc định thì các bạn sẽ thấy cái curve nó kiểu như thế này, thì các bạn sẽ bật nhấn vô cái phần mà click to edit point curve, click vô cái ha, thì nó sẽ chuyển qua curve kiểu manual như thế này cho chúng ta. Đầu tiên là phần shadow mình sẽ cho nó, hồi nãy mình hơi bớt rồi, giờ mình sẽ tăng, mình sẽ giảm luôn để cho nó tối đi. Phần highlight mình cũng sẽ giảm nhẹ xuống để cho nó bớt cái phần sáng đi, nó không có bị gắt cái phần sáng. Tiếp theo nữa để cho nó blend màu ha, để cho nó blend màu. Blend màu thì phần đỏ, phần shadow mình sẽ cho nó lên cái màu đỏ, cho nó lên, tại vì đây mình đã muốn tổng thể hết á, là cái phần màu kem nó lên, phần màu vàng lên chứ, cho nên là nó màu vàng nó sẽ trộn giữa cái màu đỏ với lại màu vàng để cho nó trộn lại, hơi nó thiên hướng qua màu kem chút xíu. Thì màu như nãy mình nói là tăng màu đỏ, giảm màu xanh thì nó sẽ ra màu vàng. Nếu các bạn nào vẫn còn thắc mắc tại sao mình đang nói cái vấn đề là giảm màu xanh thì được màu vàng á, các bạn coi lại cái tutorial trước của mình á, đặc biệt là cái tutorial mà dạy như là nói về curve, hình như là mình chưa có, ok mình nói sau. Nhưng mà đại khái là ở trong Photoshop hay là Lightroom thì nó theo chế độ RGB á, thì nó sẽ ngược màu, màu xanh nó đi ngược màu vàng, cho nên là đây mình muốn tăng màu đỏ và tăng màu vàng, thì ở đây mình sẽ tăng kinh màu đỏ và giảm kinh màu xanh, thì mình sẽ có cái màu kiểu như thế này đó. Các bạn thể thấy ha, mình giảm màu xanh ở phần shadow nè, phần highlight mình không đụng tới đó, và tăng màu đỏ ở phần shadow thì mình sẽ có cái kết quả kiểu như thế này, khá là ok đúng không. Tuy nhiên là phần màu xanh có thể là mình sẽ cho nó hơn nữa chút xíu đi, cho nó hơn chút xíu nữa đi, thử coi mình click đôi hai cái thì nó sẽ mất. Đó thì chúng ta có kết quả kiểu như thế này. Tiếp theo nữa là ở phần nó đang bị tối, cho nên là mình tăng exposure chút xíu và mình tăng cái temperature lên, tăng cái white balance á, thì để cho nó chuyển sang màu vàng. Tiếp theo nữa là thin mình sẽ chuyển nó sang màu xanh chút xíu, thì ta có kết quả sơ bộ là nó kiểu như thế này. Tiếp theo nữa là phần đây mình kiểm tra lại coi còn cái gì mình đang thiếu hay không. Ở đây mình cảm giác như là cái màu của chúng ta đang thiên về màu vàng nhiều quá, thì mình sẽ sử dụng cái SSL color này, các bạn chuyển sang cái phần màu vàng này, mình sẽ gạt cái phần màu vàng sang phần giảm hue của phần màu vàng để cho nó chuyển thành cái màu nó hơi cam cam chút xíu. Rồi tiếp theo màu cam thì mình sẽ chuyển nó hẳn sang màu cam luôn, giảm hue ở orange để nó thiên về phần màu đỏ nhiều hơn. Đó ok, ở đây mình đang cảm thấy là có thể cái màu của mình nó hơi tối, có thể là do mình giảm cái highlight hồi nãy, cho nên là mình sẽ tăng highlight lên chút xíu. Rồi tiếp theo nữa là hai cái phần màu đấy rồi, các bạn thể kiểm tra lại coi cái màu bên cái hình của các bạn á, nó còn cái phần nào những cái màu khác mà nó hơi trộn lẫn mà nó nổi quá hay không. Ví dụ như màu xanh dương như vậy, trong hình của bạn có màu xanh dương nổi quá thì các bạn có thể sang cái phần blue này, các bạn giảm đi để cho nó thiên về cái phần màu vàng, màu nóng nhiều hơn. Rồi thì chúng ta sẽ có cái kết quả tựa kiểu như thế này. Tiếp theo nữa mình sẽ lợi dụng một chút xíu về cái phần calibration. Cái calibration này thực tế là nó để cân chỉnh cho nó đồng đều giữa các máy với nhau. Nó giải thích kiểu nó hơi dài dòng, nhưng mà đại khái là mình có thể lợi dụng nó để mình blend màu cũng được. Ví dụ như là ở đây mình đang muốn đổi cái màu phần red của mình á, chuyển sang màu vàng chút xíu, hơi cho nó ám vàng chút xíu, thì mình đẩy cái hue lên thì nó sẽ chuyển qua màu vàng và màu nó sẽ đậm hơn chút. Green thì đây mình cảm giác là không có nhiều màu green lắm, cho nên là giảm green đi thì nó sẽ ra magenta để thử này. Nhưng mà ở đây thì có thể là mình sẽ giảm đi chút xíu và tăng saturation lên cho nó mặn hơn tí. Đại khái cái màu này nó phải mặn với nhau thì nó mới ok nè. Phần kinh màu xanh
phần kênh màu xanh ở tất cả các màu trong này thì mình sẽ giảm đi chút xíu đó. Chúng ta có kết quả kiểu như thế này. Tuy nhiên chưa xong, mình muốn cho nó hơi có cái độ tập trung chút xíu, cho nên là ở đây mình sẽ khử hết này đi. Các bạn, mình sẽ sử dụng cái radio filter, mình click một phát mình kéo ra. Nếu như các bạn nào cảm thấy là nó đang bị ảnh hưởng nhiều thì mình đây mình tắt cái invert. Đây mình có thể kéo hết cái thứ đi. Thì lúc đầu để invert này, nó sẽ làm vào trong. Tuy nhiên là các bạn có thể tắt cái invert đi để cho hiệu ứng của chúng ta nó ở ngoài. Mình đang muốn là nó tạo hiệu ứng ở ngoài thôi. Filter các bạn đưa lên 100% và đưa exposure về lại đi. Tiếp theo nữa, cái sharpen nguyên cái vùng ngoài này mình sẽ kéo hết 100% xuống để cho nó nhòe hẳn cái phần ở ngoài đi. Cộng thêm là giảm clarity đi chút xíu. Giảm clarity đi để cho nó phần ngoài đấy nó nhòe đi chứ nó không có bị tập trung quá. Đó thì mình sẽ có cái kết quả kiểu như này. Kết bài một phát mình sẽ sử dụng cái grain, cái noise mình sẽ tăng grain lên. Cái roundness mình sẽ, đây các bạn để ý này, cái roundness đại khái là ở cái nó land với nhau á. Đây cái roundness đó các bạn đẩy lên chút xíu thì cái noise nó sẽ rất là lớn, cái hạt nó tròn, nó lớn hơn và nó linh lại với nhau á thì nó giống hồi xưa hơn. Cái size các bạn thì tùy chỉnh, miễn là cái này nó còn tùy vào trong cái hình của các bạn là tình trạng cái hình của các bạn là có phải hình có lớn hay không, có phải hình raw hay không. Đó thì mình cảm thấy kéo như vậy là mình cảm thấy khá ổn. Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này. Đó là chính xác cái kiểu màu hồng cầu luôn. Nếu các bạn nào bạn cảm thấy chưa ổn nữa thì có thể cảm thấy tối chẳng hạn vậy thì mình có thể tăng shadow, hay là cái này nó đang vàng quá thì mình sẽ chỉnh sang giảm temperature đi chút xíu. Đó thì mình sẽ có kết quả kiểu như thế này. Đơn giản, nhẹ nhàng, gọn gàng. Và mình có thể lưu lại thành reset. Các bạn có thể lưu lại cũng được. Các bạn để áp dụng vô những cái hình khác chẳng hạn vậy. Ở đây mình có thể coi thử coi là cái hình này trước khi mình làm mình sẽ sync nó qua. Đó, sync cái tùy chỉnh ở bên hình này qua thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Đó, thì đây mình có thể tăng sáng lên chút xíu thì các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng của chúng ta nó vừa đủ thôi. Như lúc đầu mình làm cái demo thì nó hơi vàng cháy quá nhưng mà mình cảm thấy như vậy là ổn hơn nè. Đó thì đó là cái cách để chúng ta sử dụng Lightroom để chúng ta blend một cái màu màu bình thường thành một cái màu gọi là màu hồng công, màu TVB, màu phim cổ, màu gì đấy cũng được. Như mình nói đó, cái tính chất đặc biệt mà nó tạo nên cái hồn của này nhất á, đặc biệt là từ concept, cho nên là nếu được á, rủ mẫu đi ra Tokoto, ra bất kỳ một cái tiệm nào đấy, hay là bên khu, nếu bạn ở Sài Gòn các bạn qua khu quận 6 hay là khu quận 5 gì đó, mấy cái dạng như kiểu là hơi Trung Quốc một chút xíu thì đó, nó sẽ ra được cái hồn kiểu như thế này. Mặc đồ nữa nha. Mặc đồ, ý mình là mặc đồ kiểu Hồng Kông hồi xưa. Đó, thế là cái cách làm. Nếu các bạn nào có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi gì, các bạn hãy đặt cho mình ngay phía dưới phần comment. Và nhớ like, share, subscribe và cho mình biết là tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.